Sau Chanathip, đội tuyển Thái Lan mất thêm trụ cột tại AFF Cup. Thanawat dính chấn thương ở trận đấu gần nhất của U23 Leicester tại giải trẻ Premier League. Anh thừa nhận rằng mình bị rách dây chằng chéo trước và sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài. Thông thường, các chấn thương kiểu này là rất nghiêm trọng và nó khiến cầu thủ phải nghỉ thi đấu trong nhiều tháng. Có rất nhiều cái tên từng là nạn nhân của loại chấn thương này và hầu hết họ phải nghỉ từ nửa năm trở lên. Thanawat, ngôi sao đang lên của bóng đá Thái Lan, tiền vệ 22 tuổi đang chiếm được lòng tin của huấn luyện viên Manopol King. Đó là lý do sau SEA Games, anh thường xuyên được ra sân trong loạt trận giao hữu và vòng loại Asian Cup của đội tuyển quốc gia. Nhưng vết đau mới gặp đang khiến Thana gó ất đối mặt với một tương lai bất định. AFF Cup sẽ khởi tranh sau đây 4 tháng, do vậy chỉ có phép màu mới giúp anh kịp tái xuất ở sự kiện quan trọng của khu vực. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!